ta vẫn và sẽ một đời lạc nhau. Ta cứ trao để rồi nhận lấy đau thương cả trăm lần. Dường như lưu lạc rồi người sẽ quên, dường như đu xa rồi tình sẽ cũ. Just wanna be your lover, just wanna be your lover. I don't wanna hear hey sister, why don't you call me baby, why don't you call me baby. Em có biết là ước mơ của chị là gì không? Không, hồi trước em chỉ biết là ước mơ của chị là nhảy đúng không? Không, ngoài nhảy ra. Hát. Ngoài nhảy và hát ra. Thế em không biết. Thì ước mơ của chị đó là được nằm trên đùi của người mình thích. Và người mình thích sẽ hát cho mình nghe một đoạn. Ok, sẵn lòng. Nhưng mà trong cái lúc mà em hát ấy, thì trong này em sẽ vừa tay bóc kẹo. Lãng mạn đấy, ok. Sẵn sàng. Em hồi trước okay. Em thích, rất thích mấy cái kẹo này nha. Bây giờ chị vẫn thích này. Chị vẫn thích hả? Em biết vì sao chị thích kẹo chupa chups không? Bởi vì nó ngọt ngào như em á. Trời trời. Mẹ thích. Có tiện không? Ôi dồi, được không? Ôi, cái tay. Chưa. Hát về gì bây giờ? Tao chỉ muốn em hát về gì? Chị nghe hết sản phẩm của em rồi đúng không? Ừ. Ok, chị muốn hát về gì? Em cảm thấy bài gì mà khiến cho người con gái ấm áp là được. Ok, thế mình... Một đêm say nhỉ? Thôi, sẽ hát bài mới của em nhá. Biết bài đấy mà đúng không? Ừ. Cái gì đừng bảo hát hết yêu thật sao nhá. Đúng là bài hát hết yêu thật sao. Nhưng lời cái lời bài hát và cái tên bài hát không liên quan đến nhau, yên tâm mọi người, yên tâm. Let me love you, let me love you. Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em, họ cũng sẽ vô ý mang theo nhiều đớn và đau. Yeah. Let me love you, let me love you. Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em, họ cố gắng cũng sẽ không thể hơn anh được đâu. Yeah. Trước chị em mình chơi với nhau thân, còn rất là thân. Rồi, rất là thân. Chị, hồi xưa em rất trẻ con mà chị biết mà đúng không? Chị biết. Bây giờ chị thấy em như nào? Như chị đã nói lúc đầu đấy, em trưởng thành chín chắn hơn và đàn ông hơn. Đó là điều chị rất là thích. Trước đây chị đã từng, cấp 3 năm, cấp 3 chị đã từng thích em. Thực sự là như thế. Thật á? Thật. Thực ra cấp 3 là em không biết gì luôn đấy. Và em rất là chị biết, ngây chị thơ biết. Trong sáng. Và chị biết đó, em đã có người yêu. Chị cũng biết. Đúng rồi, lớp 3 là em yêu một bạn lần đầu tiên trong đời yêu bạn. Đây là tình đầu của em ấy. 12. Thực ra có một đợt, có một khoảng thời gian em thấy chị đối xử với em thì cũng kiểu hơi khác một tí so bình thường. Chị có nhắn tin, có hỏi han em rất là nhiều. Có, rồi chị, đúng rồi. Lúc đấy là đã, vậy chị đã bắt đầu đã thích em rồi. Mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Nhưng mà nói chung là chị lúc đấy chị rất là ngại, bởi vì là chị cũng không biết là nên thổ lộ với em như thế nào hay là nói như thế nào, tại vì lúc đấy chị biết là chị em mình thân nên chị cũng biết là em vẫn chưa quên được người cũ, là chị cũng không muốn là làm ảnh hưởng hay là khiến em phải khó xử. Hồi từ đấy đến giờ, từ lúc mà chị em mình ít nói chuyện đúng không? Em vẫn theo dõi Facebook chị, em vẫn biết là chị làm gì, post hình em vẫn xem, vẫn like nhá. Có một vài hình vẫn like. Thế là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mà em rất là mừng bởi vì từ đến bây giờ thì chị vẫn luôn luôn phát triển. Và đến bây giờ thì em nhìn thấy chị ở đây và em thấy chị thật sự đã khác hồi xưa rất nhiều, và em rất là mừng vì điều đấy. Cách đây khoảng
chính xác hơn là khoảng hơn 2 năm. Thì nhìn thấy bức hình, có một cái bức hình em vuốt tóc và đổi tóc đổi màu á. Thì lúc đấy tự nhiên trái tim chị là lửa tình yêu âm ỉ cháy lên dữ dội. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh, em yêu anh như thế. Em nghĩ là nếu mà mọi người, tất cả những người mà biết mình hồi xưa mà thấy cảnh này thì rất là bất ngờ. Em còn bất ngờ. Nhưng mà tại sao chị lại, ý là đang, chị đang ngoài kia, đang học ngoài kia, đang làm ngoài kia mà đúng không? Sao có thể lấy can đảm vào đây tận đây? Đỉnh ấy, rất là, gọi là gì, rất là mạnh mẽ, rất là đủ nhiều can đảm thì mới vào được tận đây. Nhưng mà chị vào đây lâu chưa? Chị vào để chị để lên đây đúng không? Đúng rồi, chị vào đây chỉ để gặp em thôi. Thật sự chọn đời còn nhớ tình thơ thiết đắm say. Em vừa hát cho chị nghe bài Hết Yêu Thật Sao đúng không? Thì chị muốn em xem một đoạn clip. Love you. Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em, họ cũng sẽ vô ý mang theo nhiều đơn và đau này. Love you. Đây là một đoạn gọi là quảng bá bài hát mới. Chúng ta có thể nhảy chung bài này được không? Ok, chị thử luôn. Không tin được là chị chị cũng thật sự là đến ngày hôm nay chị phải rất là cảm ơn chương trình đã mời em tới và chị có thể có khoảng thời gian để ngồi cạnh em và thổ lộ những cái điều mình đã chưa từng nói bấy lâu nay. Trước đây chúng ta có rất nhiều ảnh chung, nhưng mà do một vài lý do chắc em với chị đều hiểu thì đúng, nó không giữ được lại ảnh nữa. Thì bây giờ chị có thể nhờ ban biên tập chương trình chụp lại khoảnh khắc này cho hai chị em được không ạ? Ok. Mệt không à? Mệt, em rất mệt. Thật sự hôm nay chị đến đây để tỏ tình với em, nên là chị chỉ muốn nói là chị không muốn làm chị của em nữa. Giờ chị muốn đổi xưng hô hay sao? Ừ. Nói trước là hơi ngượng ấy, nó không như hồi xưa là hơi ngượng nha. Anh em nhá. Wow. Được. Đồng ý không? Ừ, đồng ý. Đồ anh em. Nó cũng hơi sượng sượng thật ấy. Trước tiên thì em muốn anh quay mặt đằng kia để em chuẩn bị một chút được không? À. Để món quà tiếp theo chứ. Ok em. Love you. Love you luôn à? Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em, họ cũng sẽ vô ý mang theo nhiều đơn và đau về. Love you, let me love you. Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em, họ cố gắng cũng sẽ không thể hơn anh được đâu. Anh có thể mở mắt ra được rồi. Alone, all of my doubts.
có biết bối cảnh này là gì không? Lễ phú quý, lễ tân hôn. Cổng cưới. Phải không? I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Nhưng mà quên mất nó một điều là em đã xinh hơn xưa rất nhiều, thật sự. Thực ra tính nết thì vẫn kiểu hồi xưa cũng có ai thẹn. Bây giờ chắc là đang tỏ tình nên có vẻ em run nãy giờ luôn. Thì bây giờ nhìn rất là xinh và rất khác hồi xưa ạ. Thực ra anh rất là bất ngờ. Đêm qua em đã thức đến khoảng 5-6 giờ sáng. Em đến chương trình này em không biết là mình sẽ thế nào. Thật ra vừa nãy anh có tò mò và anh vào Facebook của em. Vào Facebook chỉ là để mà máy móc thông tin xem là tỏ tình ai. Bởi vì trên đấy thì anh đã nghĩ rằng là có khả năng cao sẽ tỏ tình anh. Thảo thở đi. Cầm tay không? Còn nó không cầm tay nhau. Thật ra là chưa cầm tay mà. Đúng rồi. Nhưng hồi xưa ý là khi mà làm chị em ấy thì chưa bao giờ, chắc là có thể có cầm tay rồi trong lúc tập văn nghệ chẳng hạn. Thì có cầm tay rồi nhưng mà nó không có cảm giác như bây giờ. Anh biết vì sao em thích anh không? Thực ra cũng không phải là không biết mà là không tả được thế nào. Thực ra là trước đây khi mà mọi người có đi chơi với nhau hay là có luyện tập, dù có bất cứ sóng gió gì hay là như thế nào, anh lúc nào cũng đứng một chỗ và mỉm cười. Và điều em thích nhất đó là nụ cười của anh. Nụ cười ấm áp. Hồi xưa cười hơi xấu, không đẹp như bây giờ. Không, vẫn đẹp. Vẫn đẹp trai đó. Ok. Em hy vọng là hôm nay đến đây có thể cùng anh ra về. Nhưng mà trước tiên em sẽ tặng anh một món quà nha. Ok. Cảm ơn em. Anh hãy mở ra và tìm nó đi. Ok. Đây là một cái vòng cổ đúng không? Hình đôi mắt. Em giúp anh đeo nha. Tuyệt vời. Anh có biết ý nghĩa của nó không? Đó là em sẽ luôn dõi theo anh, cho dù anh đi bất cứ đâu hay ở đâu. Và vòng cổ là tượng trưng cho sự gắn bó bên nhau. Cảm ơn em. Và em hy vọng là hôm nay có thể cùng anh ra về, cùng anh gắn bó với nhau quãng thời gian thanh xuân còn lại. Nếu anh đồng ý cùng em ra về thì hãy ôm em và nắm tay em bước qua cánh cửa kia. Còn không thì tặng em một nụ hôn lên trán, coi như đó là quà tạm biệt. Em muốn lưu giữ đây là giấc mơ đẹp nhất của đời mình.
Xưa thì anh trẻ con, anh không nghĩ gì hết. Mà mình chỉ có đi chơi với nhau, mình cũng không có chia sẻ nhiều về cuộc sống của nhau đúng không? Đi chơi, đi tập văn nghệ cùng nhau. Và cho đến bây giờ thì anh cũng đã đủ chín chắn hơn. Dùng con tim để xác định và dùng lý trí để quyết định. Thật ra từ trước nay thì anh rất là cảm mến em, cực kỳ. Và em cũng là một cô gái rất là tốt từ trước đến nay. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy là khi mà chơi với em nhé, hồi xưa ấy, chưa bao giờ anh cảm thấy là không được, bạn này không được rồi. Chưa bao giờ có một ý nghĩ thế. Anh vẫn luôn muốn giữ một quan hệ tốt nhất với em. Những cái khoảng cách về thời gian và cái địa điểm, không gian bắt buộc mình phải xa cách nhau, ít liên lạc hơn với nhau. Anh cảm thấy được cái tình cảm của anh với em ấy, của em đối với anh, cũng như là của anh đối với em, nó đã thực sự làm anh rung động. Hồi xưa anh trẻ con, nhưng cho đến bây giờ thì anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà anh nghĩ rằng chắc là không phải hôm nay. Anh ngờ người sẽ bên em cùng đi đến cuối chân trời, nhưng nào ngờ tình vỡ đôi, em về một mình lẻ loi. Thật sự là đi từ Hà Nội vào đây em đã rất mạnh mẽ rồi. Nên là em rất mạnh mẽ và anh cực kỳ trân quý cái điều đấy. Và anh mong rằng là tất nhiên sau này chúng ta vẫn sẽ vẫn hứa với anh đi, chúng ta sẽ vẫn là một người bạn, những người bạn với nhau, được không? Mối quan hệ vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi. Thật ra là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng cần thời gian, có lẽ có thể là không phải là bây giờ. Không phải bây giờ em có thể chấp nhận được mọi thứ ấy hay như thế nào, nhưng mà em nghĩ là sau này mối quan hệ chúng ta luôn tốt. Đêm nay mày phải bay về Hà đêm Nội. Đêm nay mấy giờ? 11 giờ em bay về Hà Nội. Anh sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà sắp xếp được thì anh sẽ ra để tiễn em về Hà Nội. Thật ra là nhà em đã chuyển về Hưng Yên rồi. À. Chuyển về Hưng Yên và bố mẹ đã định cư ở đấy. À, anh không biết cái điều đấy. Nhưng mà vì anh em có thể về Đông Triều. Đông Triều luôn chào đón em. Thà vào hư vô chút thương, thà vào tim ta bao suy tư, mong mắt còn vương nào hơn. Để ta biết mây giăng khuất.